Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, liên quan đến vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, sau bản án sơ thẩm của bà Hà Ni bị toán nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù và chấp nhận mức án này không kháng cáo, chỉ có ông Trần Văn Sĩ bị tuyên 2 năm tù xin giảm nhẹ hình phạt. Trong vụ án liên quan vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng, giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, sau hơn 2 tuần tuyên án sơ thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được đơn kháng cáo của bị cáo Trần Văn Sĩ xin được giảm nhẹ hình phạt, trong khi bị cáo Đặng Thị Hàn Ni không kháng cáo. Trước đó, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Sĩ, sinh năm 1957, quê ở Trà Vinh, 2 năm tù, bị cáo Đặng Thị Hàn Nhi, sinh năm 1977, quê Quảng Ngãi, 1 năm 6 tháng tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo bản án sơ thẩm bị cáo Đặng Thị Hàn Ni đã sử dụng tài khoản YouTube, Facebook cùng tên Nhà báo Hàn Ni đăng tải một số nội dung liên quan đến vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng. Cơ quan điều tra giám định nội dung clip có tiêu đề Bà Hằng có quyền ngồi xổm trên pháp luật không? đăng tải ngày 3 tháng 9 năm 2021 và xác định bà Hàn Ni có 4 phát ngôn liên quan đến thông tin bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng. Về lý do đề cập đến vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng, công ty Đại Nam cũng như quỹ Hằng Hữu, bà Hàn Ni nói rằng Trước đó, bà Hằng có nhiều buổi livestream xúc phạm danh dự nhân phẩm của bà. Về những phát ngôn trong các clip, bà Hà Ni Khai lấy từ các báo chính thống đã đăng tải, không có xác minh tính đúng sai cũng như không cần có sự chấp thuận của cơ quan báo chí. Đối với bị cáo Trần Văn Sĩ, cơ quan điều tra xác định, ông Sĩ đã sử dụng kênh YouTube Luật sư Trần Văn Sĩ đăng tải những clip thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng, xâm phạm đến lợi ích của công ty Đại Nam. Theo luật sư Trường Thành Đức, giám đốc công ty luật ANVI cho rằng nên nhìn lại về đề xuất áp trần lãi suất cho vay tín dụng, không nên để các ngân hàng tự quyết giới hạn. Theo Bộ luật dân sự, lãi suất vay do các bên thỏa thuận nhưng không được vượt quá 20% một năm, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Khi cộng thêm lãi suất quá hạn thì cũng không được quá 30% một năm. Còn theo Bộ luật hình sự, trường hợp cho vay với lãi suất trên 100% thì phạm tội cho vay lãi nặng. Tuy nhiên, trần 20% không áp dụng đối với ngành ngân hàng Do đó, lãi suất cho vay tiêu dùng có thể lên tới bất kỳ con số nào. Chưa kể, lãi suất quá hạn thay vì chỉ được cộng thêm tối đa 10% như quy định chung thì lại bằng 150% lãi suất trong hạn. Với vụ việc ở ACB, theo luật sư, có thể ngân hàng đã áp dụng lãi suất kép, cộng gộp nhập lãi vào gốc hay thường gọi là lãi mẹ đẻ lãi con, tính theo từng tháng nên việc nhảy từ 8,5 triệu đồng lên 8,8 tỷ đồng là hoàn toàn có thể nếu lãi suất nợ quá hạn khoảng 70% một năm đối với bên ngoài ngành ngân hàng nếu cho vay vượt quá trần lãi suất 20% là vi phạm, áp dụng lãi quá hạn quá 30%, còn gấp tới 5 lần thì có thể xem xét xử lý hình sự. Tuy nhiên, toàn bộ điều đó không áp dụng đối với ngành ngân hàng. Do vậy, ngân hàng có thể cho vay với lãi suất 100%, thu lãi quá hạn 150% một năm và đặc biệt tính lãi nhập gốc ra con số rất lớn. Việc khách hàng phải chịu lãi suất, lãi phạt và các loại chi phí như thế nào sẽ được thỏa thuận trong hợp đồng cho vay hay sử dụng thẻ. Tuy nhiên, nhiều khi khách hàng cũng không nắm rõ. Theo luật sư Trương Thanh Đức, thông thường ngân hàng sau khi chuyển thành nợ xấu thì sẽ phải tìm mọi biện pháp để xử lý như phát mại tài sản bảo đảm, bán nợ, khởi kiện và tất toán, xóa nợ chứ không để tới 11 năm như vậy. Vay tiêu dùng qua thẻ tín dụng có nhiều ưu điểm, tuy nhiên khách hàng cần lưu ý nếu không may phát sinh những rắc rối, tranh chấp, kể cả khi không dùng thẻ mà vẫn bị ghi nợ thì phải nhanh chóng xử lý. Thêm nữa cũng cần lưu ý không trả được sẽ rơi vào danh sách đen, có nợ xấu sẽ bị lưu vết, mất uy tín, mất điểm tín dụng, không tiếp cận được vốn tín dụng. Cuối cùng, theo luật sư đã đến lúc phải sửa đổi luật, áp dụng thống nhất quy định về lãi suất cho vay đối với mọi thành phần kinh tế, cao thì cùng cao, thấp thì cùng thấp, theo lẽ công bằng, bình đẳng, hợp lý, hợp tình. Ngày 17 tháng 3, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội thông tin, nữ tài xế lương Hồng Trang Sinh năm 1988 ở quận Tây Hồ thành phố Hà Nội, người điều khiển xe trong vụ va chạm trên phố Trần Cung, quận Cầu Giấy gây ồn ào dư luận bị phạt thêm số tiền 11 triệu đồng cho hành vi điều khiển phương tiện không quan sát gây tai nạn. Trước đó, chị Trang cũng đã bị phạt 35 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng về hành vi điều khiển ô tô mà trong hơi thở có nồng độ cồn theo điểm a khoản 10 điều 5 nghị định 100 sửa đổi bổ sung tại nghị định 123. Như vậy tổng số tiền phạt chị Trang phải nộp cho hai hành vi trên là 46 triệu đồng. Đội Cảnh sát Giao thông số 6 cũng đã có buổi làm việc cùng với chị Trang và anh NVA, sinh năm 1999, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Người điều khiển xe máy Honda Dream va chạm giao thông với ô tô do bà Lương Hồng Trang điều khiển. Tại buổi làm việc, chị Trang và anh A nhận thức sâu sắc việc đưa những thông tin không chính xác, xúc phạm danh dự cá nhân người khác là hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời hai bên thỏa thuận hòa giải va chạm giao thông sau khi trưng cầu thiệt hại giữa hai phương tiện là không đáng kể. Trước đó tại thời điểm xảy ra va chạm, lực lượng chức năng xác định chị Trang có nồng độ cồn trong khí thở là 0,573mg trên 1 lít khí thở, vượt mức cao nhất 0,4mg trên 1 lít khí thở. Anh A không có nồng độ cồn. Ngày 17 tháng 3, Công an quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, thông tin đang tạm giữ hình sự Lê Tiến Dũng, 37 tuổi, ở Ý Yên, Nam Định, để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Tại cơ quan công an, tài xế Lê Tiến Dũng khai, bản thân đã nhận thức được hành vi lái ô tô trốn chạy công an và đâm vào nhiều phương tiện trên đường là sai trái, gây bức xúc dư luận. Anh mong muốn pháp luật cho hưởng lượng khoan hồng. Trước đó vào chiều hôm 15 tháng 3, anh Dũng được chị THA, 20 tuổi, ở Đống Đa, Hà Nội, nhờ trở đi gửi con ở phố Trương Định. Sau khi chị A gửi con xong quay ra xe, thì công an phường Trương Định thông báo lỗi đỗ ô tô biển số 29C 856XX ở nơi có biển cấm đỗ. Anh Dũng xin được xử lý tại chỗ nhưng lực lượng chức năng không chấp nhận. Thời điểm đó, vì quá lo sợ không có giấy tờ xe, lo công an sẽ tạm giữ ô tô nên anh Dũng quyết bỏ chạy đến cùng. Anh Dũng thú nhận, do làm ăn thua lỗ, tôi đã cầm cố giấy tờ ô tô để vay tiền. Khi công an yêu cầu kiểm tra thì tôi không còn giấy tờ xe nên nảy sinh ý định bỏ trốn. Khi bỏ chạy, anh không nhớ bản thân đã va quyệt, tông vào những phương tiện nào. Anh chỉ nhớ trong quá trình bị truy đuổi, người dân xung quanh hô hào lớn, cướp, trộm, thậm chí bị một số người ném đá, gạch vào xe nên càng sợ. Anh Dũng khai, lúc đấy tôi hoảng loạn tinh thần nên cứ thấy đường vắng là chạy vào. Tôi không cố tình đâm vào ai cả. Đến các ngã rẽ tôi vẫn bấm còi để người ta tránh. Anh cho biết thêm, khi chạy đến vành đai ba, đường lúc đó đông, tắc nên không thể chạy được tiếp. Thời điểm đó có một số người đập kính lao vào đánh, nhưng may cũng có một số người can và công an đến kịp thời. Cũng theo anh Dũng, bản thân anh nhận thức được việc xử lý vi phạm lỗi dừng, đỗ chỉ là vi phạm hành chính, thông thường, nhưng chống đối công an, đâm nhiều phương tiện khác trên đường sẽ bị xử lý hình sự. Qua điều tra, trong quá trình bỏ chạy, ô tô của anh Dũng va chạm với 3 xe máy, một xe tải, nhưng không gây thiệt hại về người. Ngoài ra, qua giả soát, lực lượng chức năng còn phát hiện ô tô do anh Dũng điều khiển va chạm với hai xe máy khác. Ngoài ra, anh Dũng cũng thừa nhận, cách ngày sự việc xảy ra khoảng 4-5 hôm, anh ta sử dụng ma túy, loại kẹo. Nam tài xế cho rằng Việc đã sử dụng chất kích thích cũng ảnh hưởng đến tâm lý. Kiểm tra ban đầu xác định đối tượng Dũng Dương tính với ma túy, chưa phát hiện vi phạm về cồn. Theo nhận định của cơ quan điều tra, hành vi của tài xế Lê Tiến Dũng là côn đồ, tài xế có chất ma túy trong cơ thể mà vẫn cố tình điều khiển phương tiện, không dừng lại ở đó, đối tượng này còn hung hãn, chống đối lực lượng chức năng nên cần phải xử lý nghiêm minh để làm bài học răn đe, cảnh tỉnh cho người đang có ý định vi phạm tương tự.